Thưa quý vị, tháp chuông đồng hồ nổi tiếng Big Ben tại thủ đô London của Anh đã chính thức hoạt động trở lại kể từ ngày 13 tháng 11. Big Ben vừa trải qua quá trình sửa chữa kéo dài tới 5 năm và tiêu tốn 95 triệu đô la Mỹ. Các kỹ sư đã phục dựng hơn 1.000 bộ phận của tháp đồng hồ và gần 500 công nhân làm việc liên tục. Trong suốt thời gian sửa chữa, chiếc đồng hồ này chỉ ngân vang vào thời khắc giao thừa hàng năm và hai thời điểm đặc biệt khác, đó là khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2021 và tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hồi tháng 9 năm nay. Khi đó, Big Ben đã điểm chuông 96 lần, mỗi phút một lần để tưởng niệm cho 96 năm tuổi thọ của nữ hoàng.